gửi về em gái anh chưa quen mặt. Năm nay đơn vì anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thư. Xuân núi rừng rộn vui mây tặng quê có khăn thiếu em tặng. Nhưng chiến binh đọc thư ghi chép nhanh hình như những gian trừng giờ tiêu tan. Thư em là ngàn câu thơ, là câu đối đò, là thịt mỡ dưa hành. Khăn thiêu là ngàn cánh mây, là ô ái ngọc ngà cho linh trần ngoài biển. Tôi có gì tạ ơn, nhưng người em gái xa xôi đô thị xin ghi với vài câu thơ thánh ngôn là tất cả chân thành gửi về em. Từ miền xa gửi về em gái anh chưa quen mặt. Năm nay đơn vì anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thư. Xuân núi rừng rộn vui mây tặng quê có khăn thiêu em tặng. Nhưng chiến binh đọc thư ghi chép nhanh hình như những gian trừng giờ tiêu tan. Thư em là ngàn câu thơ, là câu đối đò, là thịt mỡ dưa hành. Khăn thiêu là ngàn cánh mây, là ô ái ngọc ngà cho linh trần ngoài biển. Tôi có gì tạ ơn, nhưng người em gái xa xôi đô thị xin ghi vội vài câu thơ thất ngôn là tất cả chân thành gửi